Xin chào các em. Sau một hồi chúng ta học toán nâng cao thì học ngày hôm nay là chúng ta sẽ ôn tập lại. Ôn tập về hàm số lượng giác. Thế thì nói chung là cái học của mình nó nâng cao rất là nhiều, nên cho nên là có một số bạn là vì nâng cao nhiều nó lại sơ ý là nó lại hỏng cái kiến thức ở lớp dưới, à hiểu hỏng cái kiến thức ở đầu. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó, nó phối hợp hài hòa, vừa nâng cao mà vừa vẫn phải học đảm bảo được nhiệm vụ ở trên lớp. Nâng cao mà bài đơn giản lại không làm được, chết giả. Thì trong buổi trước thì chúng ta ôn lại quy trình cơ bản đúng không? Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ ôn về hàm số lượng giác, về một số cái dạng bài chính. Dạng bài thứ nhất ở đây đó chính là tập xác định của hàm số lượng giác. Bây giờ sẽ là bài số 1. Tìm tập xác định của hàm số y bằng 1 chia cho sin x trừ cos x. Ở đây thực ra người ta hỏi tìm tập xác định thì cũng không đúng, phải gọi là tìm điều kiện. Còn tập xác định thì nó phải ghi là d bằng. Đây tài liệu viết từ nó chưa chuẩn. Đây là tìm điều kiện để hàm số xác định. Và nó cũng không quan trọng lắm, nó viết kiểu gì mình chiều kiểu ấy, tương ứng. Chúng ta phải cố gắng nhé. Ở đây chắc là cũng rất nhiều bạn của anh chị thi đại học thấy năm vừa rồi là điểm thi nó rất là cao. Ví dụ ở lớp mình thì có bạn Nguyễn Quang Trung của chị vừa thi đại học Đỗ đại học luật. Rồi cái nghề luật là cũng quan trọng, là cầm cân lấy mực của xã hội sau này. Bây giờ người ta hỏi chúng ta là tìm tập xác định của cái hàm số y bằng 1 chia cho sin x trừ cos x, thì chúng ta biết rằng là cái hàm số mà dưới dạng kiểu kiểu phân số ấy, thì nó xác định khi và chỉ khi là mẫu nó khác không. Nhưng mà thì khi nó có một biểu thức này thì chúng ta sẽ có hai cái cách diễn đạt. Chúng ta sẽ có hai cái cách diễn đạt. Cách diễn đạt thứ nhất là gì? Cách diễn đạt thứ nhất là chúng ta bảo là hàm số xác định khi. Còn cách thứ hai là chúng ta bảo hàm số không xác định khi. Đây là chỉ trong trường hợp nó chỉ có một biểu thức, cái điều kiện chỉ có một biểu thức thì viết kiểu nào cũng được. Tức là chúng ta có thể nói là hàm số xác định khi. Khi và chỉ khi đấy là cái mẫu phải khác không đúng không? Sin x trừ cos x khác không. Ở đây đến đây thì nó lại có hai cách giải. Cách giải thứ nhất là chúng ta nhớ rằng là sin x trừ cos x thì nó chính là căn bậc 2 của sin của x trừ pi trên 4, đúng chưa nào? Rồi như vậy cái này nó sẽ tương đương với sin của x trừ pi trên 4 khác không. Thì trong buổi trước chúng ta đã học nhắc lại 6 cái trường hợp đặc biệt: sin bằng 0, sin bằng 1, sin bằng trừ 1, cos bằng 0, cos bằng 1, cos trừ 1. Sin bằng 0 như vậy chúng ta sẽ dẫn tới là x trừ pi trên 4 bằng bằng 0 thì nó KP, đây là khác KP, khác thuộc Z. À, chuyển vế sang chúng ta sẽ được là x khác pi trên 4 cộng KP khác thuộc Z. Đấy, và cái này thì gọi là điều kiện. Điều kiện. Nếu mà nói về điều kiện thì là x khác pi trên 4 cộng KP khác thuộc Z. Như vậy phương án đúng của chúng ta là phương án B. Còn nếu mà nói về tập xác định thì nó đang đúng ra phải viết như thế này. Tập xác định thì đúng ra là người ta phải viết là gì? Là
cái tập xác định là D bằng R trừ đi tập hợp gồm những cái phần tử là pi trên 4 cộng k pi k thuộc z nhé. Nếu mà tập xác định thì đúng ra phải viết như trên bảng ấy mới đúng chuẩn này. Tập xác định là cái này rồi. Như vậy bài toán được giải quyết xong theo cái cách hướng thứ nhất là chúng ta sử dụng cái này. Còn cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng là sin x trừ cos x bằng khác không ấy, thì nó dẫn tới là nếu như mà cos x bằng không chúng ta thay vào chúng ta sẽ thấy nó vô lý, cos khác không chúng ta sẽ chia cả hai vế cho cos, chúng ta sẽ ra được là tan x trừ một khác không, tức là tan x khác một, mà tan x khác một tức là x nó sẽ khác pi trên 4 cộng k pi ra luôn đấy. Đấy là chiêu xử lý thứ hai. Còn chiêu xử lý thứ ba là chuyển vế sang, chuyển vế sin là chuyển vế cos và giải tiếp, nó cũng không hay bằng cái cách một và cách hai. Cái cách hai là giải nhanh nhất, nhất là trắc nghiệm, thì chúng ta chuyển vế sang giải cực chuẩn luôn. Chúng ta chia cả hai vế cho cos x mà. Chia sẻ cos x thì chúng ta sẽ được tan x trừ 1 khác không, tan x khác 1. Nếu nói về tan bằng 1, bấm shift tan 1 bằng thì chúng ta sẽ ra được pi trên 4. Nhưng bây giờ khác thì chúng ta phải khác pi trên 4 cộng k pi thế thôi, chu kỳ tuần hoàn của hàm tan là pi mà. Đúng chưa? Như vậy câu 1 được giải quyết xong rất nhẹ nhàng. Tiếp tục. Câu số 2. Điều kiện xác định của cái hàm số này là gì? Quên hướng dẫn các em là cái thời khóa biểu học của mình nó là gần như là cố định, không phụ thuộc gì ở trên trường cả. Sau này trên trường nghỉ học mình vẫn học bình thường, chỉ có cái chỗ này bây giờ nó đang dịch bệnh nhưng tỉnh nhưng chưa cho phép nó học trực tiếp thì thầy cho mình phải chịu thôi, chứ còn về cơ bản là mình không phụ thuộc gì vào lịch ở trên trường. Như vậy bài này thấy là gì, mẫu nó phải khác không rồi, là sin x khác không. Bây giờ thầy nó nhắc lại nhá, sáu cái ngày hôm trước có thể một nghịch lý nó do nào đó mà các bạn không chú ý thì bây giờ thầy nhắc lại sáu cái này, là kể cả những bạn học khá giỏi anh em sơ ý là vẫn giải nhầm. Nhắc lại sáu cái, chỉ có sin với cos thôi chứ còn tan tan cotang thì tất cả đều như nhau hết, không có cái gì đặc biệt cả. Sin x bằng một này, nhắc lại này, sin x bằng 1 thì tương đương với bấm máy này, shift sin 1 bằng này. Chúng ta sẽ ra được pi trên 2 này. Như vậy áp dụng công thức sin bù này, cái chỗ này không sai nhưng mà nó hơi viết ra trông nó còn cười lắm. Chúng ta sẽ thấy đây là cái họ thứ nhất này. Họ thứ hai là pi trừ đi pi trên 2 cộng k2 pi a thuộc z. Hai họ trên với dưới nó trùng nhau nhé. Ra đều ra là x bằng pi trên 2 cộng k2pi k thuộc z. Đúng chưa? Rồi. Đấy, đây là sin bằng 1. Thứ hai sin mà khác 1 à, sin bằng trừ 1. Sin bằng trừ 1 thì chúng ta lấy kết quả tương tự như trên, chúng ta x bằng trừ pi trên 2 cộng k2pi, chỉ có một họ thôi. Nhưng mà nếu giải nhi trong sách giáo khoa à, nếu giải nhi việc áp dụng công thức ấy, thì chúng ta sẽ ra hai họ. Đó là như sau. Sin x bằng trừ 1 thì bấm shift sin trừ 1 bằng, thì nó ra sin của trừ pi trên 2. Áp dụng đúng công thức
thì chúng ta rất bất ngờ nó lại là hai họ. Một họ là trừ pi trên 2 cộng k 2 pi. Một họ là pi trừ đi trừ pi trên 2. Đúng công thức mà. Như vậy là chúng ta sẽ thấy hai họ, nhưng mà hai họ này biểu diễn trên đường tròn lượng giác thì nó lại trùng nhau. Đấy. Cho nên nếu làm ra đến đây thì không sai, nhưng mà chưa đến đáp số cuối cùng. Cái trừ pi trên 2 là thế nào? Trừ pi trên 2 là chúng ta đi theo chiều xuôi kim đồng hồ. Góc trừ pi trên 2 là ứng với 90 độ nhưng mà xuôi kim đồng hồ. Ở đây nhiều lớp ở trên trường là đều học đến phép quay rồi đúng không? Đấy, quay đấy. Nó đến trừ pi trên 2 là nó đến nơi dừng lại. Thì cái lúc đấy là xuôi kim đồng hồ mang đồng hồ âm. Thế còn 3 pi trên 2 thì là 1 pi trên 2, 2 pi trên 2, 3 pi trên 2. Ôi giời ơi, trùng đúng điểm này đúng chưa nào? Đấy. Như vậy nếu như đi theo chiều xuôi kim đồng hồ cho đến cái điểm B phẩy đi, thì nó là trừ pi trên 2. Còn theo xuôi kim đồng hồ đấy, còn theo chiều ngược kim đồng hồ thì nó là 3 pi trên 2. Như vậy hai họ này trông tưởng khác nhau nhưng cuối cùng nó là một. Nhưng tại sao thầy vẫn cứ viết vào? Thầy phải viết vào để các em nhớ rằng là có thể những cái câu mà nâng cao nó dẫn tới là thế đây nhá, đây công thức nghiệm chuẩn chuẩn đấy nhá. Nhưng mà đôi khi người ta lại viết thế này, người ta bảo chọn phương án sai. X bằng 3π trên 2 cộng k2π k thuộc z. K thuộc z. Cái này vẫn đúng. À, rồi thậm chí người ta có thể lấy là x bằng trừ 3π trừ π trên 2 trừ k2π cũng đúng. K này mới lên k trên này là đối của nhau. Rồi hay là x bằng 3π trên 2 trừ đi k2π k thuộc z, nó vẫn đúng. Đấy, cho nên nếu như nó bảo là chọn phương án sai thì chúng ta phải cảnh giác. Cả bốn cái viết trước mặt của em đều đúng hết. Được chưa nào? Đó, ngon lành phải. Đây đây là trường hợp sin bằng 1 bằng trừ 1. Nếu em tính thì em lấy luôn dòng trên cùng, nhưng thầy phải viết kịch bản cả những cái dưới để chúng ta biết rằng nó trùng trên đường tròn lượng giác. Học cái đường tròn lượng giác này hơn nhau là cái kỹ thuật biểu diễn nhé. Giải thì không vấn đề gì cả, nhưng biểu diễn thu gọn nhiều bạn không biết, nhưng mà cứ kêu là tao giải dễ, tao giải dễ, nhưng mà đấy là những bài dễ thôi. Những bài mà nó phải loại nghiệm loại nghiệm là bắt đầu nhầm lung tung cả. Phải học cái kỹ thuật loại nghiệm. Nếu cần thiết chúng ta có thể xem lại những video là loại nghiệm thầy đã đưa lên kênh YouTube của thầy từ lâu rồi, sẽ có thể xem lại. Đấy là sin bằng cộng trừ 1 xong rồi nhá. Bây giờ sin x mà bằng sin x bằng 0. Sin x bằng 0 thì bấm máy ấy, thì chúng ta sẽ ra được là ship sin 0 bằng, thì đúng là bằng 0 thật. Thế nếu áp dụng như công thức ở trên thì chúng ta sẽ được là hai họ nghiệm, một họ là 0 cộng k 2π và một họ là pi trừ đi 0 cộng k 2π. Đấy, nếu như làm như đúng như cái phương trình mà chúng ta học tổng quát là sin x bằng sin alpha ra hai họ nghiệm. Nhưng hai họ này khi biểu diễn trên đường tròn lượng giác thì chúng lại lệch nhau một nửa đường tròn. K bằng 0 nhé. K bằng 0 cái đầu tiên thì bằng 0 trùng với A. Dưới K bằng 1 thì nó trùng với 7. K bằng 0 đều giải K bằng 0 thế. Bây giờ nếu mà chúng ta ở trên chúng ta lấy K bằng 1 thì nó là 2π nó lại trùng với A. Tóm lại cái này thì biểu diễn bởi một điểm A. Cái này biểu diễn bởi một điểm A phẩy. Nhưng mà A và A phẩy nó lệch nhau một nửa đường tròn đơn vị. Cho nên hai họ ở trên về mặt lý thuyết mà nói thì nó không sai. Nhưng anh chưa ra đáp số cuối cùng. Mình gộp lại, nhìn ở dưới trên này. Xuất phát con A là con 0, lệch nhau một nửa đường tròn, tức là KP thôi. Được chưa? Cho nên cái này không đúng, cũng không sai, cái này đúng này, cái này cũng đúng này. Nhưng người ta cũng có thể viết là x bằng trừ KP K thuộc z cũng đúng. K này bằng trừ của K kia. Cho nên nếu đề bài hỏi là tìm chọn phương án sai trong các phương án sau là con A, con B, con C đều đúng hết nhé. Đừng có thấy nó lạ lạ, nó không giống như trong sách mà gạch trắng đi rồi. Đều đúng cả. Cái một với cái
hai cái trên này này, cái thứ nhất này thì là ca chẵn thì nó rơi vào trường hợp này, đúng với ca lẻ nó rơi ở dưới này. Không tin nhé. Ví dụ lấy ca bằng 3 thì cái trường hợp hai cái này, các em lấy ca bằng 3 nó sẽ trùng với con này, ứng với ca bằng 1. Con này ca bằng 3 sẽ trùng với con này khi ca bằng 1. Không tin thay thử. Không tin thay thử. Đúng chưa? Đấy. Thì còn nếu ca bằng 4 chẳng hạn nhé, lấy con bằng ca bằng 4 thì ứng với cả con này là ca bằng 2. Ở đây là ứng với ca bằng 4. Thử đi. Sẽ thấy không bảo thầy giáo nó khoác. Đấy, tức là về mặt nào đó, về mặt trực quan nó nhìn thì nó khác nhau một trời vực. Thế nhưng biểu diễn trên đồng tròn lượng giác nó lại trùng nhau. Thế là mệt. Rồi sin bằng không. Xong. Thế như vậy là sin bằng không hay sin bằng cộng 1 hoặc sin bằng trừ 1 thì là nó đều có công thức là một họ nghiệm thôi. Nó đều phải thu gọn lại một. Ba cái đầu tiên tiếp tục cosin. Thế cái cos đích bằng 1. Cos đích bằng 1 thì nó không nhầm được. Bởi vì sao? Khi chúng ta bấm shift cos 1 bằng shift cos 1 bằng thì nó ra không. Áp dụng công thức cốt đối là cộng trừ không cộng cả hai vi thì nó vẫn đấy, cái này thì không nhầm được bởi vì có chốt viết nhầm ra thì nó vẫn là k hai vi đúng không, bởi cộng trừ không đấy, cho nên là cái này không vấn đề gì, cốt bằng một không vấn đề gì, sin bằng một không vấn đề gì, hai họ trùng nhau. Rồi thì bây giờ cốt bằng trừ một, cốt x bằng trừ một mình bấm shift cốt trừ 1 bằng thì nó ra cos của pi theo đúng công thức mà mình đã học, công thức tổng quát mình học thì kết quả là x sẽ bằng cộng trừ pi cộng k 2 pi. Nghe kỹ thầy giáo tiến trình thầy giáo nói, sau đó thầy giáo vẽ trên đường tròn lượng giác, những bài học hôm nào thì nó cũng ghi hình lại, có gì không hiểu là cứ hỏi đừng ngại, có thể xem lại không sao cả, chỗ nào chưa rõ cứ hỏi, không được giấu cái mình chưa biết đây được cả, học vừa mất tiền mình cũng quyền được hỏi chứ không phải là học mất tiền mình có quyền được ngủ. Mình hỏi, hỏi thầy giáo rảnh rỗi thầy giáo sẽ trả lời, không thì nó sẽ tất nhiên thầy giáo sẽ trả lời. Còn trong tuần thì thầy thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm mà thầy dạy tím của sinh viên đại học Thăng Long, sinh viên đại học Thăng Long học lâu rồi, tuần này tuần thứ sáu sang tuần tới là tuần thứ bảy, cho nên là rảnh thầy giáo trả lời được thôi chứ không hy vọng là hỏi thầy giáo trả lời ngay nhé, là do điều kiện thầy dạy nhiều lớp đấy, dạy nhiều nhiều lớp trên đại học lắm, thầy khóa biểu kín luôn, nếu nghi ngờ chốc thầy gửi cho một bản, chụp cho một bản link các video clip các anh các chị cũng được ghi lại hình bài học tha hồ xem lại, có những bài có đến hàng nghìn lần sinh viên xem, bởi bài đấy rất nổi tiếng luôn, hàng nghìn lần. Chúng ta là không tận dụng cái thế mạnh như thế, thầy giáo là ghi lại hình rồi chúng ta không xem lại, bỏ cái thời gian chơi rút kinh nghiệm. Bây giờ là đổ mồ hôi khi học còn hơn là rớt nước mắt khi thi. Đặt mục tiêu ra thi trường nào phải phấn đấu. Điểm năm nay nó khủng khiếp như thế nào. Mà nếu cứ mà thi kiểu nếu cứ tình trạng mà dịch bệnh mà nó xảy ra như này thì bao giờ đề nó ra cũng nhẹ. Cho nên điểm nó cao. Đấy, bởi vì ra đề khó thì là cả xã hội sẽ là mắng cái bộ giáo dục. Nhưng mà ra đề dễ thì lại các em lại nguy hiểm. Thì các trường phổ thông đặc biệt, thầy nói không phải nói chê trách nhưng mà trường Nam Sách gần đây là ra đề thi học kỳ hơi bị nhẹ, dễ quá, cho nên là dây dẫn tới học sinh là ảo tưởng là mình giỏi, đó là một cái điều đáng trách. Bởi vì sao? Bởi vì khi anh ra làm toàn đề dễ đúng không, đến lúc anh bập phát anh bấp vào đề khó phát là anh học. Thế có một số trường thì người ta hay ra đề khó thì đến lúc thi của nó quân của người ta điểm rất là cao bởi nó luyện. Rồi như vậy ở đến đây trông qua thì cứ tưởng hai cái, nhưng mà trông lại cái này là không hề sai nhé, vẫn đúng nhé, nhưng biểu diễn trên đường tròn lượng giác này, biểu diễn trên đường tròn lượng giác này, cái này thì chúng ta khi nó là k 2 pi rồi chúng ta chỉ thay một k giá trị bằng không là đủ, k bằng không cộng trừ pi cộng pi thì đi ngược kim đồng hồ, pi là 160 độ 80 độ mà trừ pi thì đi thế này chết chưa. Đấy nó lại trùng nhau thế mới chết ý. Nó trùng nhau mà trùng với điểm a phẩy, cho nên là hai họ viết thành một, x bằng pi cộng k 2 pi k thuộc z, hay là lấy là x bằng trừ pi cộng k 2 pi k thuộc z vẫn đúng, hay là lấy đằng sau dấu trừ cũng đúng. Đấy, như vậy là nó có rất nhiều kịch bản đúng, cho nên nếu như mà giáo viên cao thủ người ta hỏi chọn phương án sai trong phương án sau, nếu như các em không để ý là các em mắc bẫy hết.
Thầy bắt đầu ra đề trắc nghiệm từ năm 2006. Nghĩa là một trong những người được đào tạo ra đề trắc nghiệm sớm nhất. Nhưng mà thầy cũng không thích cái phương pháp trắc nghiệm này bởi vì nó có nhiều bài thầy dạy sinh viên chả cần phải học lý thuyết, chả cần phải học, chả cần hiểu cách tính gì cả nhưng nó chọn phát được ngay. Đấy là nhược điểm của trắc nghiệm. Nhưng tại sao phải phối hợp cả hai? Bởi vì nếu như chúng thời gian chúng ta không cho phép thì làm kết hợp cả hai. Đấy, thì nó là rất là hài hòa. Nhưng mà vẫn phải thi trắc nghiệm. Sau này anh cái toán vẻ đẹp của nó là cái sự trình bày. Đấy. Anh làm anh chả biết trình bày thế nào cả. Chết giả. Được chưa? Như vậy code 1-1 xong nhé. Đến code bằng 0. Code x bằng 0. Thì cũng xử lý giống như trên. Ship code 0 bằng. Ship code 0 bằng thì chúng ta sẽ ra được là pi trên 2. Đúng không? Rồi, theo đúng công thức nghiệm như trên thì x sẽ bằng cộng trừ pi trên 2 cộng k2pi k thuộc z cũng không hề sai. Cái này lại còn cực đúng luôn theo đúng như công thức. Nhưng khi biểu diễn trên cho thằng giác thì hai cái thằng này tuy nó không trùng nhau nhưng nó lại lệch nhau một nửa đường cho đơn vị. Khi nó lệch nhau một nửa đường cho đơn vị, hai điểm thì cách đều nhau á, về hai phía thì là dùng gộp nghiệm lại được. Đây. Pi trên 2 đây. Pi trên 2 là ngược kim đồng hồ. Trừ pi trên 2 xuôi kim đồng hồ đây. Có phải nó lệch nhau một nửa đường tròn đúng chưa? Khi lệch nhau hai điểm mà lệch nhau một nửa đường tròn là gộp nghiệm được. 3 điểm phải lệch nhau 1 phần 3 đường tròn. 4 điểm phải lệch nhau 1 phần 4 đường tròn, tức là pi trên 2. 5 điểm lệch nhau 1 phần 5 đường tròn. Cứ thế mà thì gộp nghiệm được. Nhé. Đấy là cái quy tắc bất di bất dịch. Một điểm thì không nói được gì. 2 điểm lệch nhau nửa đường tròn. 3 điểm 1 phần 3. 4 điểm 1 phần 4. 5 điểm 1 phần 5. 6 điểm 1 phần 6. Là đều có thể gộp được. Như vậy ở đây chúng ta gộp lại. Nhìn đi. Lấy cái trên được, lấy cái dưới được. Nếu lấy cái trên thì sẽ là gì? X bằng pi trên 2 cộng kpi thôi. K thuộc Z. Nếu các em lấy k bằng 0 thì trùng cái trên. Lấy k bằng 1 thì nó sẽ biểu diễn là trùng cái dưới. 3pi trên 2 mà. Muốn chuẩn nữa thì lấy k bằng âm 1. Trùng a k bằng trừ 1 thì âm là trùng luôn cái dưới. Chuẩn chỉ không khác với cái câu nào cả. Đấy. Nhìn gì? Được chưa? Như vậy là chúng ta lấy cái này. Đây là trong cái đáp số người ta là ghi cái này, này. Nhưng mà ta lấy cái dưới cũng được. Đó là x bằng trừ pi trên 2 cộng k pi cũng được. K thuộc z. Chuẩn chỉ là giải sách khoa là cái này nhé. Chưa rút gọn nghiệm ấy. Chưa gộp nghiệm đấy. Rồi tiếp tục. Cũng có thể viết là như sau. X bằng trừ pi trên 2 trừ k pi cũng không vấn đề gì. Bốn cái cộng trừ k nó không ảnh hưởng gì tình hình thế giới cả. Trừ pi trên 2 trừ k pi k thuộc z. Như vậy chúng ta thấy là có tới 5 cái đều đúng cả. Nhưng mà cái một thì cái đầu tiên trên cùng ấy, nó chưa gộp nghiệm. Bốn cái dưới thì nó nhác nhác như nhau, rất dễ. Nếu mà chọn bảo lấy ba trong năm cái này mà bảo chọn phương sau đó bổ sung thêm một cái sai vào thì người ta sẽ hỏi là chọn phương án sao. Chép vào trong vở của mình như để nó mới nhớ được, sau này mới có cái để mình tham khảo. Đấy là code mà không xin với code nó có 6 cái đặc biệt hay thôi. Thế sau này mà đề bài bảo code khác không thì chúng ta giải giống như này, chúng ta lấy một trong năm cái điền dấu khác vào thế thôi, đúng không? Quá đơn giản đấy. Tập xác định thì nó liên quan đến khác mà không là bằng. Được chưa? Thế còn một số kịch bản nó xảy ra như là trường hợp này nữa thì chúng ta xử lý kiểu gì? Mà hôm trước là bạn bạn Xuân Bình có hỏi thì hôm nay thầy giáo giải thích lại mà cũng là để cho cả lớp biết, đó là trường hợp ví dụ sin bình x mà bằng 1 thì giải thế nào. Về mặt nguyên tắc bình thường là các em sẽ giải theo nguyên tắc là chúng ta sẽ giải sin bằng cộng trừ 1.
sin bằng cộng trừ 1 thì chúng ta giống như trên, chúng ta sẽ được là x bằng cộng trừ pi trên 2 cộng k 2 pi. Đấy, đấy là về mặt lý thuyết như thế. Và chúng ta cứ tưởng là xong rồi, nhưng mà chúng ta thấy như thế là chúng ta chưa gộp nghiệm. Chưa gộp nghiệm. Cộng trừ pi trên 2 là đây. Đấy, thì nó lại lệch nhau một nửa đường tròn đơn vị, cho nên nó lại gộp giống như ở cái cốt bằng không. Thế một cái chú ý khác là cái cách thứ hai. Cách thứ hai thì chúng ta biết là sin bình x cộng với cốt bình x luôn luôn bằng 1. Thế bây giờ cái thằng cún ở đằng trước này mà nó bằng 1 rồi thì hỏi thằng đằng sau nó sẽ bằng mấy? Cho nên là cái sin bình phương x bằng 1. Thôi được rồi, thầy nó chuyển sang để cho các em nhìn. Tương đương với lại 1 trừ đi sin bình x bằng 0, cho các em dễ hình dung hơn là dùng cái trên. Đúng không? Ủa thế 1 trừ sin bình x bằng 0 thì là nó là cái gì nhỉ? Cái này nó là cái gì nhỉ? 1 trừ sin bình x bằng 0 thì có nghĩa là cốt bình x bằng 0. Cốt bình x bằng 0 tức là cốt x bằng 0, đúng chưa? Cho nên là sin bình x bằng 0 là giải giống như cốt x bằng 0 mà thôi, bởi vì nó tương đương. Sau này các em quen rồi thì các em có thể viết cho thầy cái đầu tiên bằng luôn cái cuối cùng, tương đương cái cuối cùng. Cốt x bằng 0 thì có phải công thức nghiệm của chúng ta là x bằng pi trên 2 cộng k pi ở trên vừa giải xong đúng không? Đấy, đấy là cái phương trình thứ nhất là sin bình. Đặc biệt nữa là phương trình số 7. Sin bình x bằng bằng 1. Nói chung bình phương là có thể sử dụng cái này. Thế còn một số bạn thì sử dụng phương pháp hạ bậc cũng được. Sin bình bằng 1 thì hạ bậc nó xuống là 1 trừ đi cos 2x tất cả trên 2, hạ bậc nó cũng được. Ra cos 2x cuối cùng giải đa số nó cũng bằng như này thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là sin bình x bằng 1 thì tương đương với 1 trừ đi cos 2x tất cả trên 2 bằng 1. Một chuyển vế sang giả nước đi giải ra thì nó cũng ra được. Thì như vậy nó sẽ tương đương với cos 2x bằng trừ 1. Giải ra đa số giống hệt trên. Là đa số giống hệt trên. Đó là 2x sẽ bằng cos bằng trừ 1 mà. Thì nó sẽ là pi cộng k 2pi. Chia đôi ra giống hệt như ở trên. Đấy. Đấy là cái sin bình nhé. Sin bình bằng 1. Thế còn nếu như sau này nó mà nó ra bằng 3 phần 2 thì chúng ta sẽ giải bằng phương pháp hạ bậc. Nhá. Nếu mà chẳng hay là sin bình bằng 3 phần 2 chẳng hạn, à 3 phần 4 chứ không? 3 phần 4 là các em hạ bậc nó xuống thì để nó gọn. Chứ đừng có để đấy rồi ra lại khai căn ra thành tới 4 họ nghiệm. Cười thối mũi, trong khi hạ bậc xuống nó chỉ đưa có 2 họ thôi. Được chưa? Đấy là một thứ 7. Thứ 8. Thứ 8 tương tự như nó là cốt bình bằng 1. Cốt bình phương x bằng 1 thì tương đương với 1 trừ cốt bình x bằng 1 bằng 0. Như vậy tương đương với sin bình x bằng 0. Và như vậy nghiệm mà nó giống hết như sin x bằng 0 luôn. Kết quả là x sẽ bằng k pi k thuộc z. Thì nếu mà em khai căn ra thì em sẽ viết mỗi cái một họ nghiệm như vậy, hai họ nghiệm trong khi người ta gộp lại chỉ có một họ, gây đến tình trạng khoảng. Nếu mà chúng ta khai căn ra thì chúng ta sẽ dẫn đến là cos x bằng cộng trừ 1 mà. Thì phải ra hai họ này gộp lại thành một họ ở dưới cùng thì em vừa ghi xong. Vẫn phải tập cái kiểu kia giải bình thường ra. Đấy, thì nhỡ người ta hỏi là chọn phương án sai thì ở trên người ta viết cái ở trên xong một cái viết dưới thầy giáo vừa viết xong. Cos bằng cộng trừ 1 thì là bằng 1 thì là k đa số là x bằng k 2 pi mà. Thế còn dương trừ 1 thì sẽ ra là pi cộng k 2 pi. Thế thì có phải là nếu anh không biết anh gạch chéo cái phương án này đi của người ta đúng không? Rồi, như vậy là có 8 cái. Thực ra hai cái dưới nó không phải đặc biệt đâu, nhưng mà vì trong quá trình làm bài một số bạn thắc mắc thì nó giải thích thêm. Chứ đặc biệt nó chỉ là 6 cái trên thôi. Nha, như vậy là chúng ta quay trở lại bài này. À, như vậy sin x phải khác không? Sin x khác không vừa trên giải rồi đúng không? Sin x bằng 0 thì là x bằng k pi, như vậy sin x khác không thì x khác k pi, k thuộc z, như vậy phương án đúng của chúng ta là phương án B. Xong. Ngon lành phải. Bây giờ xin mời làm bài số 3.
Rồi gì đây, trông khủng khiếp này. Đấy, tập xác định nó phải viết dưới dạng như này em này. Vừa nãy bài 1, bài 2 là viết chưa chuẩn. Bài 1, bài 2 thì chỉ hỏi là tìm điều kiện để hàm số xác định. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải như sau. À, điều kiện đấy là sin bình x chia cos bình x khác không? Đó. Cái này thì ai cũng nhìn thấy được. Sin bình x chia cos bình x khác không? Các em hay gặp khó khăn khi giải giúp khác thì có thể có một cách diễn đạt thứ hai, tức là hàm số không xác định khi. Cái này là giáo viên này rất là tối kỵ, nhưng mà thầy nói là khi nào nó có một biểu thức thôi thì hãng dùng từ đấy, còn khi hai biểu thức thì không thể dùng thế được, dùng thế nó rất nguy hiểm. Đây là một biểu thức mình được quyền dùng mà, nó giống như phép cộng đơn giản nên mình có quyền áp dụng đơn giản chứ làm sao mình phải dùng phức tạp, đúng không? Rồi, thế thì có nhiều bạn là xét cái trường hợp nó bằng thì dễ giải hơn. Bạn bạn là Nguyễn Thị Khánh Linh có phát hiện thấy chi tiết gì đặc biệt ở trong bài này? Có rồi, Khánh Linh, Phương Linh rồi. Cái em có phát hiện ra cái ở cái bài trước mặt này có cái gì đặc biệt không? Phát hiện ra được một phát thì giải rất nhanh, mà không thì giải rất dài. Cốt bình x là một trừ sin bình x, đúng rồi. À, nhìn kỹ nha, chúng ta nhìn kỹ này, cốt bình phương x trừ sin bình x, nhìn thật kỹ mà. Ôi dồi ôi, không thấy cái này nó quen à? Cái này chính là gì ạ? Chính là cos 2x. Thôi, đến đây giải xong rồi. Đấy. Cos 2x khác không? Giải như dấu bằng xong điền dấu khác. Đây là cách giải mà gọn nhẹ đẹp xinh nhất đấy. Cái còn giải đều thì là chuyển bế sang rồi là sin x khác cộng trừ cos x, giải tép phở ra. Đây là cách giải ngon nhất. Hoặc là nếu như không như ấy thì chúng ta hạ bậc nó xuống nhé. Sin bình là 1 trừ đi cos 2x tất cả trên 2. Cos thì là 1 cộng với cos 2x tất cả trên 2. Cuối cùng giả nước đi và chuyển vế sang thì nó cũng ra được cái này. Sau khi giả nước xong nó cũng ra được cái thế. Đúng chưa? Đấy là dùng thức hạ bậc. Chứ mà viết ra chuyển vế đổi dấu sang mà giải thành cos sin 2 sin x khác cộng trừ cos x thì là chết dở. Đấy, thế là chết. Nó không sai nhưng mà nó giải dài dòng. Rồi đến đây là cos 2x khác không này, thì là 2x sẽ khác cos khác không pi trên 2 cộng k pi. Như vậy là x sẽ khác pi trên 4 cộng k pi trên 2, k thuộc z. Được chưa? Đấy là cách làm ngon lành nhất nhất đấy. Làm như thế này hoặc là bên này dùng hạ bậc. Còn cái cách dại nhất là chuyển vế sang sin x khác cộng trừ cos x. Cái này giải tiếp ra thì nó cũng ra, nhưng mà nó sẽ tới bốn họa nghiệm lại gộp lại. Té phở ra không khéo ra bốn họa. Thế ra lại nhìn thấy nó chả rơi vào cái nào cả, thế lại đổ cho thầy nó ra đề sai. Rồi, như vậy phương án đúng của chúng ta ở đây là phương án đã xong. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Xin mời. Làm bài 4.
Không chưa? À, rồi. À, trong bài này thì nếu như chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ mắc cái bẫy của người ra đề. Không, thực ra là chúng ta tự chui đầu vào thì đúng hơn. Có một số bạn thì là chỉ có điều kiện là codec trừ một khác không, và thế là chúng ta đã bị sai. Vì sao vậy? Bởi vì đi như thế là chúng ta sai rồi, chúng ta còn có cái cô đứng trước rồi. Nó là cái hàm nó chứa ở x ở dưới mà nó lại giấu đi mất, cho nên điều kiện ban đầu ở đây ấy, thì là cái cô ta x mà nó là cốt trên sin mà, cho nên là điều kiện ở đây là thứ nhất là phải sin x khác không, thứ hai là phải cốt x trừ một khác không. Đấy, điều kiện đủ ra như này rồi. Cái sin x khác không thì bởi vì sao nó sin x khác không, bởi vì cô ta bằng cos trên sin, đúng chưa? Rồi, cho nên ta sẽ dẫn đến kết quả này. À, sau đó thì sao? Sau đó thì cứ thế thôi. À, sin x khác không thì nếu mà giải thì giải tép hả, mà khôn thì giải rất nhanh. Tại sao thầy lại nói như thế? Tại vì cái dưới nó dính như cái việc là cos x nó khác một. Thế còn ở trên nếu chúng ta để ý sin mà khác không ấy, thì nó tương đương cos x khác cộng trừ 1. Nó giống vừa nãy sin bình x bằng không ấy, sin bình x bằng không thì tương đương với cos bình x bằng cộng hoặc trừ 1 ấy. Bây giờ lấy cái trên này cái dưới. Đây là giải mẹo ấy. Lấy cái trên này lấy cái dưới. Nguyễn Hồng Anh lấy cái trên này lấy cái dưới. Em thầy lấy cái dưới. Lấy dưới đúng không? Cảm ơn em. Có ai có ý kiến khác Tuấn Minh là lấy cái trên này lấy cái dưới. Lấy cái cos x khác cộng trừ 1 hay là lấy cos x khác 1 thôi? Lấy cái dưới. Lấy cái dưới đúng không? Lấy cái dưới là sai rồi, cả hai bạn đều sai rồi, phải lấy cái trên. Như này nhé, tại sao lại phải lấy cái trên? Bởi vì khác cộng trừ 1 thì chắc chắn sẽ khác 1. Nhưng mà anh khác 1 thì chưa chắc anh đã khác trừ 1. Đúng chưa nào? Thế là mình mệt. Bằng thì các em giải lấy cái dưới là đúng. Nhất trí. Nếu bằng, nếu là dấu bằng nhé. Nếu là dấu bằng như này này. Cos x bằng cộng trừ 1. Mời người như một trục giải chuẩn luôn. Thì chúng ta sẽ lấy là cos x bằng 1. Chính xác. Chuẩn. Nhưng mà đây là dấu khác. Khác cộng trừ 1 thì nó mới khác được 1. Nhưng ngược lại, nếu khác 1 thì chắc gì nó đã khác trừ 1. À, điều kiện thế là chưa đủ. Mà phải lấy cái trên. Thế mình đều lấy cái trên. À, và lấy cái trên thì là kết quả là khác cộng trừ 1. Cos x khác cộng trừ 1 thì lại tương đương vào ban đầu là cos x khác 0. À, sin x khác 0. Như vậy chúng ta phải bắt buộc ở đây là cos x phải khác cộng trừ 1. Và như thế là tương đương với sin x khác không. À, sin x khác không thì chúng ta x khác kpi. K thuộc z như vậy là rơi vào đáp án A. Còn nếu như mà chúng ta lấy con dưới ấy, lấy con dưới thì đáp án của chúng ta sẽ rơi vào phương án D. Và nghĩa là chúng ta sai. Không phải phương án D, sẽ ra phương án khác. Không có ở đây sin x bằng không là x bằng kpi nha, như vậy là phương án A mới đúng. Tức là sin x khác không thì cos sẽ khác cộng trừ 1, nhưng mà cos mà khác 1 thì chưa chắc sin x nữa khác không. Đấy, cái điều kiện nó khủng bố như thế, cho nên em lấy cái dưới là nó thiếu điều kiện, nó phải thỏa mãn cả hai cái điều kiện khác. Khác cộng trừ 1 thì nó khác 1, nhưng mà khác 1 thì chưa chắc nó đã khác cộng trừ 1, bởi vì nó có thể bằng âm 1. Đấy, giải dấu bằng thì 10 người như một trục giải chuẩn, nhưng mà giải dấu khác thì gì? Rất dễ bị nhầm. Và khi giáo viên ra bài phần này là học trò nếu không để ý cái là mắc bẫy hết. Đặc biệt câu này là câu số 4, rất dễ bị mắc. Đúng chưa nào? Nhá, thầy nói chậm lại này. Nhìn lại bài này này, tại sao chúng ta chọn cái dưới chúng ta lại sai này? Cái này là phẩm phải thỏa mãn đồng thời. Đấy, thế bây giờ em lấy ở dưới là cốt khác một,
khác một thì chắc gì đó là khác trừ một, phải thỏa mãn cả hai cái mà. Điều kiện là phải thỏa mãn cả, nếu nó khác một chắc gì đó là khác trừ một rồi. Đấy, nghe câu hỏi của thầy là đã thấy giật mình đúng không? Bằng thì khác bằng là thỏa mãn đồng thời, vừa bằng cộng hoặc trừ một, ở dưới bằng một thì đương nhiên là chọn bằng một, nhưng mà dấu khác nếu mà khác một chắc gì nó đã khác trừ một, thế còn nếu nó khác cộng trừ một rồi thì hiển nhiên nó phải khác một đúng không? Thỏa mãn cái trên thì hiển nhiên thỏa mãn cái dưới, nó khác cộng trừ một thì hiển nhiên nó phải khác một. Thế thì đấy, cho nên là để ý chi tiết của thầy nhé. Bài 4 của thầy đưa vào là rất đặc biệt và rất nhiều người bị mắc bẫy, không chỉ riêng các em, kể cả các bạn học trong đội tuyển, nếu như bài này răng vào cũng rất dễ bị mắc bẫy. Bài số 4 được giải quyết xong. Bài 4 này thực ra phải xếp mức độ 4 đấy, chứ không mức độ 2, mức độ 3 đâu. Các thầy giải thì cứ ngon lành phở như này thôi, chứ còn trò thì không cẩn thận là nhầm ngay. Rồi, lại quay trở về bài dễ. Xin mời làm câu 5. Bài 5. Bài này thì đơn giản là đúng không? Điều kiện là cố định khác một, thế là xong, giải ra là xong. Cố định khác một tức là x khác cái gì? Rất là nhẹ nhàng. Bài dễ nhất quả đất lâu lắm mới thấy bài dễ thế. Cố định khác một tức là x khác k2π, như vậy phương án đúng là phương án C. Xong. Đây là điều kiện xác định chứ không phải tập xác định. Câu hỏi đặt nhầm. Như vậy bài toán được câu 5 được giải quyết xong. Rất dễ dàng. Đơn giản. Tiếp tục câu 6, mình phải có vài câu để lấy động lực, nhưng không thầy chặn cho câu khó quá lại nhầm hết. Khi thầy giáo gọi chữa bài mà sai cũng đừng có gì buồn cả, bởi vì mục đích của thầy ấy là đưa ra là có người nhầm, nhầm thì lần sau không mắc nữa chứ. Thì thầy giáo gọi mấy lần làm sai nản chí không được, thầy giáo đã chọn những cái câu răng vào đây là nhầm. Các em nhầm ở nhà thầy thì đi thi không bị nhầm nữa, càng tốt thì sao. Thế còn khi mà làm ở bài thầy ra mà bài nào làm đúng bài đấy, lúc đi thi ta vấp một cái là không cơ, không cơ hội sửa chữa nữa đúng không ạ? Như vậy trong bài này là chúng ta phải điều kiện đây là chứa ẩn dưới mẫu mà không nhìn thấy mẫu đấy. Đấy. Cho nên là phải nhớ là tag này bằng gì, tag bằng sin trên cos đúng không? Như vậy là điều kiện đây là cos 2x trừ pi trên 3 phải khác không? Có phải lúc đầu thì nó nhắc chúng ta 7 cái rồi, 6 cái rồi đúng không? Đấy. Bây giờ là cos của 2x trừ pi trên 3 khác không? Các em cứ giải như giúp bằng.
điền dấu khác, chỉ mỗi hai cái giải mới nhập, hai cái các em mới giải nhập, một cái các em giải không nhập, tức là hai cái như này này, như này này à, là chúng ta bị hay bị nhầm thôi, chứ một cái là những giải ít khi nhầm, cứ giải giống như dấu bằng, không điền dấu khác. Thế khi nó trong trường hợp nó ra hai họ nghiệm thì chúng ta phải ngược lại phủ định của và là phủ định của hoặc. Cái này là cái lỗi của lớp 10 do cái chương trình mà nó không đưa vào, cho nên là đa phần là khi giải dấu khác thì em giải sai, bằng thì không sai nhưng mà dấu khác thì em sai. Phủ định của hoặc là và, phủ định của và là hoặc. Đấy. Nào, cô đây cô thấy x trừ pi trên 3 là khác không? Cô thấy x trừ pi trên 3 khác không? Đúng rồi. Như vậy ở đây thì là 2x trừ pi trên 3 khác pi trên 2 cộng k pi, cốt bằng 0 mà, cốt bằng 0 mới giải ra này đúng chưa? Rồi, k thuộc z. Sau đó chuyển vế sang rồi chia hai vế cho 2 xong. Chuyển vế sang thì 2x khác pi trên 3 cộng pi trên 2 cộng k pi, pi trên 3 cộng pi trên 2 là 5 pi trên 6. 5 pi trên 6. Như vậy x sẽ bằng 5 pi trên 12 cộng k pi trên 2 các thuộc z. Ui tôi chết, có đáp án nào không con này? 5 pi trên 12 cộng k pi trên 2. Úi giời ơi, đây rồi. Rồi, phương án B xong rồi đấy. Trong những bài nhỏ nhỏ này nhưng mình bắt buộc mình phải nắm vững, và sắp tới là bài kiểm tra số 1 của các em là khả năng làm 70% 30% trắc nghiệm, nếu học trực tiếp có thể là như thế, còn nếu mà học online là kiểm tra trắc nghiệm 100%. Thì nếu như mà mình không làm bài dễ bài khó nâng một chút là mình rất nguy hiểm. Được chưa? Xong rồi. Xong bài 6. Tiếp tục bài số 7. Làm tí cho nó quen mấy bài dễ dễ cho nó hồi lại tí không? Rồi, như vậy trong trường hợp này là chúng ta có là tan x, tan hay khác không? À, tan hay xác định ấy, là cốt của hay khác không? Đúng chưa? Cốt hay khác không? Đấy, cái cốt bằng 0 cộng trừ 1 mình lên giải suốt. Cốt hay khác không? Cốt khác không thì là nó trừ đi hai cái điểm này. À, như vậy là hay sẽ khác pi trên 2 cộng k pi k thuộc z. Cốt mà là hoành độ khác không? Cốt là nằm trên trục hoành. Nằm trên trục hoành như này thì phải tung độ khác không đúng chưa? Cốt bằng 0 thì nó nằm ở điểm này này. Thì điểm này nó có hoành độ bằng 0. À, tung độ bằng 0, như vậy là cốt 2x sẽ khác pi trên 2 cộng k pi chia cho 2 sẽ khác pi trên 4 cộng k pi trên 2. Thế là xong bài cơ bản. Làm ngon lành phở. Rồi, tiếp tục làm bài số 8. Cả hai lớp bây giờ đều ôn tập hết. Lớp 11A1, 11A2 đều ôn tập hết. Không ôn tập, cứ đi học nâng cao bài cơ bản không làm được. Giáo viên nó cười cho thối mũi.
À, như vậy bài này điều kiện là sin x khác cộng 1 hay không đúng không? Nếu thầy giáo đã nói ở trên thì nếu như các em không quen việc giải giải cái dấu khác ấy, thì các em cứ giải dấu bằng nối một biểu thức chỉ trừ và hai biểu thức thì chịu. Hai biểu thức thì giải thì khó, nhưng còn một biểu thức thì có thể đưa về giải dấu bằng hàm số không xác định khi. Câu diễn đạt cẩn thận bị gạch điểm ngoan, hàm số không xác định khi và chỉ khi mẫu bằng không đúng không? Sin x cộng 1 khác không, à bằng không. Đây là dùng từ không xác định nhé. Rồi, như vậy chuyển vế sang tức là tương đương với sin x bằng trừ 1. Có phải sin x bằng trừ 1 vừa giải rồi đúng không? Rồi, sin x bằng trừ 1 thì là công thức nghiệm vừa mới làm rồi. Trừ pi trên 2 cộng k2pi k thuộc z. Mấy giá trị đặc biệt là chỉ có một họ nghiệm thôi. Từ đấy khác cái gì suy ra cái bài bảo à, điều kiện hay là tập xác định điều kiện đúng không, chính xác là điều kiện đấy. Như vậy là x bắt buộc phải khác trừ pi trên 2 cộng k2pi k thuộc z. Còn nếu nói tập xác định thì nó phải là gì? Tập xác định ấy, thì d sẽ bằng r trừ đi tập hợp gồm họ phần tử là trừ pi trên 2 cộng k2pi k thuộc z. Thực ra là chúng ta hiểu lúc đấy nó chính là phần bù đấy. Đấy, nhưng mà năm lớp 10 học không kỹ cho nên bây giờ mới không hiểu, nó chính là phần bù của tập hợp đấy. Không xác định mà trừ đi r trừ đi tập hợp nhiều gồm những phần tử xác định không xác định thì là nó sẽ ra cái phần còn lại, thế thôi, thế thôi, có gì đâu. Như vậy cái câu này được giải quyết xong một cách rất nhẹ nhàng. Câu 8 xong, câu 9 đơn giản, đại ý là như thế. Thì chúng ta sẽ làm câu 10, tìm tập xác định của hàm số này. Xin mời.
Rồi, như vậy điều kiện ở đây là chúng ta sẽ là xin bài trừ đi x về khác không. Nhưng mà thầy như thầy đã nói trên đấy là các em sẽ có gặp khó khăn khi giải cái khác. Thì các em sẽ trình bày là hàm số không xác định khi thì chúng ta cứ giải dấu bằng để chốc nữa điền dấu khác nó dễ hơn. Thế còn bạn nào học tốt thì các bạn có thể viết thẳng nó luôn như thế. Nhưng mà cái câu mà thầy hỏi hàm số không xác định khi ấy, thì chỉ là khi mà mình nó có một biểu thức thôi thì viết theo cái kiểu đấy là nó rất là dễ hiểu. Hàm số không xác định khi. Thế mà câu này mà thầy cô giáo mà gạch phén đi của các em thì chứng tỏ thầy cô giáo học văn hơi yếu. Đây là câu văn là câu đồng nghĩa đấy, có gì đâu. Hàm số không xác định khi và chỉ khi. Khi và chỉ khi. À, đâu rồi, để bài đó. Xin bài trừ đi xin x khác không à bằng không đúng không? Mình dùng dùng từ không xác định mà không xác định thì nó bằng không. Xin bài trừ đi xin x bằng không. Đến đây chúng ta có thể giải không? Cách khác nhau, cách giải thứ nhất là chúng ta chuyển vế sang áp dụng luôn công thức. Cách thứ nhất chúng ta giải bằng cách là chuyển vế sang áp dụng công thức luôn. Sin bài bằng sin x, giải dấu bằng các em quen hơn là giải dấu khác. Thì đây là có dạng là sin x bằng sin alpha thì là tương đương với công thức nghiệm là họ thứ nhất là x bằng alpha, tức là trong bài. Họ thứ hai là pi trừ đi đúng không? Đúng chưa nào? Rồi, ngon lành phả, có gì đâu. Đấy, thế chúng ta từ từ chuyển vế, chốc nữa chúng ta sẽ điền dấu khác sau nhé. Ừ. Trên này chuyển vế sang thì là 2x này bằng k2pi. Bây giờ thì mới hiểu lý do tại sao thầy giáo dạy các em phần chương trình lượng giác kỹ trước đúng không? Để sau đó để quay ngược trở lại tìm tập xác định của hàm số nó mới chuẩn được. Cực chuẩn luôn. Rồi ở dưới thì chuyển vế sang thành là 4x bằng pi cộng k2pi. Rồi chúng ta chia cho 2 đi. Ở trên chúng ta sẽ được là x bằng kpi. Ở dưới là x bằng pi trên 4 cộng kpi trên 2. Pi trên 4 cộng kpi trên 2. Rồi xong. Xem nào, có hộp nghiệm được không? Cái trên là 4 họ, cái trên là 4 điểm, cái dưới là à cái trên là 2 điểm, cái dưới là 4 điểm. Cái trên nếu biểu diễn trên đường tròn lượng giác ấy thì chúng ta lấy k bằng 0 thì nó là bằng 0. K bằng 1 thì trùng với cái này. K bằng 2 lại quay về bên trái, bên phải. Vân vân. Cái này là biểu diễn 2 điểm này. Còn cái dưới biểu diễn 4 điểm bằng 0, k bằng 0 thì thay bằng pi trên 4. Thầy giáo không biết mực khác màu nhé. K bằng 0 và pi trên 4 là điểm này. K bằng 1 thì là 3 pi trên 4 là điểm này. K bằng 2 là 5 pi trên 4 điểm này. Đây nó có 6 điểm nhưng nó không cách đều nhau em ạ. Chỗ thì là cách pi trên 4, có chỗ từ đây đến đây thì lại cách là pi trên 2 cơ. Không cách đều nhau là không gộp được nhé. Không gộp được. Nhìn thấy chưa nào? Không gộp được. Rồi, thế nếu mà là từ đây mà nếu là suy ra dấu khác thì là như thế nào ạ? Khác thì là phải ngược lại phủ định của dấu hoặc này là phải là dấu và em ạ. Nếu như em viết dấu khác nhé. Nếu như em giải dấu khác sin 3x trừ sin x khác không thì đến đây các em phải chuyển tất cả dấu này thành dấu khác thành thành dấu vợ thỏa mãn đồng thời cho thầy. Đấy, đây là cái khác biệt. Vì sao? Đây là cái lỗi là do cái giáo dục lớp 10 là quên không dạy chúng ta phủ định của một tuyển là gì, phủ định của một hội là gì. Cứ nhớ câu thầy dặn là ngược lại của và là hoặc, ngược lại của hoặc là và, ngược lại của bằng là khác, ngược lại của khác là bằng. Bây giờ em lấy cái phủ định của này đó, nó là dấu khác mà, khác phủ định của dấu bằng, cho nên này nó phải tương đương như này các em ạ. À, như này này giống như trên nhưng mà biết dấu bằng à, dấu khác à, dấu dấu hoặc à, dấu 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 hệ đây ạ. Đây thầy phải dạy luôn nhưng không hề biết đây này, này. Tiếp tục ở dưới sẽ là 3x pi trừ x cộng k2pi. Cái này cả cả bọn học đội các bạn học đội tuyển vẫn sai như chơi, sai phần này như chơi chứ không thể đùa được đâu. Dấu bằng các bạn giải rất là đúng nhưng mà dấu khác các bạn đã học không kỹ, các bạn viết nhầm là như chơi nhá. Cũng giống như vừa nãy tự viết nốt đoạn cuối nhé. Đấy. Và từ đấy chúng ta suy ra tập xác định, tập xác định D là bằng R, tập xác định D là bằng R trừ đi tập hợp gồm các phần tử là kpi này
pi trên 4 này cộng k pi trên 2 là hai cái này biết cái nào trước được. K thuộc z này. Đấy, tạm xác định đây. Giải theo cách trên hoặc giải theo cách dưới nào. Nhưng mà giải theo cách trên hay cách dưới thì đều dẫn đến tập xác định nó là cái này. Đấy, trên là cách 1, dưới là cách 2. Cách 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 2 thì nói là hàm số xác định khi, còn cách 1 nói là hàm số không xác định khi. Đấy, dùng từ cẩn thận ấy. Trên là xác định hàm số xác định. Hàm số không xác định khi. Giải rất dễ hiểu bởi vì nó giống như phương trình. Còn ở dưới ấy, là nó dấu khác. Rất dễ bị nhầm. Nếu không để ý là các em sẽ ghi nhầm cái dấu này thành dấu ngoặc. Bạn nào giải rồi xem lại bài mình có đúng không? Có đúng như thầy giáo nói không? Sao thầy giáo biết? Thầy giáo là chuyên gia mà, là thầy giáo tốt nghiệp tiến sĩ về phương pháp dạy lý luận và giảng dạy. Sao thầy không biết được cái điều đấy? Phải lường trước cái tình huống xảy ra. Chắc chắn là sẽ rất nhiều người ghi cái dấu kia thành dấu là dấu ngoặc. Đúng không? Đúng là cái chắc. Hôm nay thầy giáo nói thì chúng ta còn chưa mắc thôi, chứ còn vài hôm sau các em nào để ý là lại nhập tiếp. Đấy nhá, cái chỗ mà nó ghi màu đen sau đó thầy nó không màu đỏ là không để ý là sẽ bị nhập. Em sẽ ghi thành dấu hoặc. Sai rồi, ngược lại của hoặc này phải là và. Tức là ngược lại của dấu tuyển thì phải là dấu hội, ngược lại của cái dấu hoặc kìa. Trên trên này là phải cái dấu và, dưới dấu hệ. Trên là hoặc, dưới là dấu hệ mà. Đấy. Đấy là cách thứ nhất nhé. Và cách thứ hai nhé, bây giờ còn có thể giải bằng cách là chúng ta chuyển vế sang là sin trừ sin bằng hai cos sin nhé. Cũng viết như thế nhưng mà không áp dụng công thức ngay mà chuyển thành là sin trừ sin bằng hai cos sin, tức là sin 3x trừ đi sin x bằng 0 thì tương đương với sin trừ sin bằng hai cos sin, hai lần cos của cộng lại chia đôi. Đấy. Thì như vậy lúc này thì chúng ta sẽ thấy thế nào? Chúng ta sẽ tương đương với hai lần cos của 2x nhân với sin của x. À không. À đây giải dấu bằng. Giải ra bao nhiêu lấy hết bấy nhiêu. Như vậy là cũng dẫn tới là kết quả giống như trên thôi. Đây đây là chúng ta đang bảo là hàm số không xác định khi. Chúng ta thấy là học thầy giáo có cái hay đúng không? Thầy giáo hay giới thiệu nhiều cách khác nhau. Nhưng mà bạn nào học hơi yếu một chút thì sẽ rất vất vả. Cố gắng một thời gian thì trình độ nó sẽ lên. Hàm số không xác định khi và chỉ khi. Đấy, cái này đúng chưa nào? Rồi, xong chốc nữa trừ đi là xong. Trừ đi những giá trị này là bỏ đi những giá trị này là xong. Cái sin x bằng 0 thì chúng ta có phải giải là x bằng kpi đúng chưa nào? Thế còn cos 2x bằng 0 thì có phải là x bằng cos 2x bằng pi trên 2 cộng kpi đúng không nào? Cos vừa đã nhắc lại rồi, cos bằng 0 đấy. Đấy, sau đó chúng ta chia cho 2 ở dưới. Thì như vậy là x bằng kpi là trên thì còn ở dưới x bằng pi trên 4 cộng kpi trên 2. Đấy, đúng chưa? Rồi, thế bây giờ tiếp theo là cái dấu dấu hoặc. Thì bây giờ nếu như mà là dấu khác thì chúng ta phải chuyển thành dấu dấu hệ đúng không? Đấy, xong kết luận vậy. Tập xác định của hàm số là d bằng r trừ đi những kinh nghiệm ở trên. Kpi ngoài pi trên 4 cộng kpi trên 2 k thuộc z đã xong. Bài này giải dễ nhầm lắm. Tức là nếu như là tự luận thì các em rất dễ bị nhầm giữa cái ngoặc tròn, giữa lại cái dấu hệ với lại cái dấu hoặc. Cái dấu này, cái dấu này này. Bằng thì là nó là hoặc, nhưng mà khác thì nó lại từ hoặc nó lại chuyển thành hệ. Và ngược lại, rất nhiều bạn sai do cái học cái môn logic, quên học cái phần mệnh đề, phép toán mệnh đề là người ta dạy không kỹ, mà người ta thậm chí người ta không dạy cái phủ định của một và là gì, phủ định hoặc là gì. Đấy là cái mà tránh. Nếu mà thầy được phép viết sách thì thầy sẽ viết bổ sung cái đây vào. Tuy lúc đầu nó hơi khó thật nhưng mà giúp các em về sau các em rất dễ hiểu. Rồi, như vậy cái này xong. Chúng ta sẽ có một câu tương tự là thầy nó sửa cái dấu trừ thành dấu cộng để các em bắt chiếc viết cho nó chuẩn. Tất nhiên là tương tự thì nó sẽ không có đáp án ở đây. Tức là trên tờ thầy nó vẫn viết giống như thế, 1 trừ cos 1 trừ 2 cos x. Ở dưới mẫu thì lại là sin 3x cộng sin x sin y. Tìm tập xác định vào số này. Em phải giải để cho nó quen. Thầy giáo này thầy giáo nói chậm thì chúng ta gọi là chép lại. Không là học nhanh quá không chép kịp cũng nguy hiểm.
vừa lấy dấu trừ dấu cộng làm tương tự thôi, nhưng các em cũng phải tập tập làm thì nó quen dần dần, trình độ mới tiến bộ được. Anh thì trình độ không được tốt thì muốn làm mới luôn thì không được, làm tương tự trước, sau dần dần bắt đầu những bài khó hơn bắt đầu mới làm được. Bao giờ quá trình học nó cũng là như thế, nên nó giảng bài trước bạn trước, những bạn siêu giỏi thì có thể tự đọc làm được.
rất vất vả đúng không? Chúng ta tiếp tục nhé. Mà giải tập xác định cũng không phải là dễ dàng. Tập xác định giá trị lớn nhất nhỏ nhất toát ra mồ hôi nào. Như vậy này, chúng ta sẽ có điều kiện ở đây không, lại vẫn diễn đạt hàm số không xác định khi đúng không? Có hai cách diễn đạt hàm số không xác định khi, tất nhiên là và chỉ khi sin y cộng sin x bằng không. Đến đây thì cái này chúng ta lại cũng có hai cách giải. Cách giải thứ nhất là nếu chúng ta để ý kỹ thì là chúng ta sẽ dùng là sin cộng sin bằng hai sin cos, đúng chưa nào? Cách một, sin cộng sin bằng hai sin cos, hai lần sin của 3x cộng x tất cả trên 2 cos của 3x trừ x tất cả trên 2. Không lý do gì mà vào hồi đầu năm học thầy trò bỏ tới 2-3 tuần để học lại các công thức lượng giác. Sin cộng sin bằng 2 sin cos, còn bài vừa nãy là sin trừ sin bằng 2 cos sin. Như vậy hai lần sin của 2x nhân với cos của x bằng không. Bây giờ mới thấy tác dụng của việc học nhà thầy nói hay này. Như vậy cái này tương đương với sin 2x bằng 0 hoặc cos x bằng 0. Nhưng mà cos x bằng 0 ấy, thì ra nó sẽ suy ra là sin của 2x bằng 2 lần sin x cos x bằng 0 ngay. Cho nên có ở trên là thỏa mãn luôn ở dưới. Có ở dưới thỏa mãn luôn ở trên. 2 lần sin x cos x đương nhiên nó bằng 0. Tức là cái của cái dưới này đương nhiên nó thỏa mãn cái trên. Mà ở đây nó là hoặc, hoặc thì phải lấy rộng ra, tức là lấy cái trên. Tức là cái dưới nó nằm luôn ở trong kết quả ở trên. Cho nên lấy kết quả ở trên. Sin 2x bằng 0. Công thức nghiệm 2x bằng kpi. Rồi chia cho 2. Thì chúng ta sẽ ra được là x bằng kpi trên 2. Như vậy nếu mà nói về tập xác định thì tập xác định sẽ D sẽ bằng R trừ đi tập hợp gồm các phân tử kpi trên 2 k thuộc xét. Đấy, bài toán giải quyết xong với cách 1. Đấy là dùng mẹo thì nó rất là nhanh, nhưng còn dạy thì phải giải hai phương trình liền. Xong rồi không biết kết hợp thế nào, kết hợp trên được tròn lập giác. Tập nghiệm, lấy tập nghiệm. Đây nó là hoặc, cho nên tập nghiệm nó phải rộng ra. Rộng ra. Đấy. Tức là đây là A hợp với B chứ không phải là A giao B. Bao giờ nó dấu này mới là thỏa mãn đồng thời này. Là tìm điểm chung này. Cái này là tìm điểm chung này. Nhưng mà cái kia thì nó là liệt kê hết ra, thuộc thứ nhất, thuộc thứ hai, hoặc. Và đây cái đoạn cuối cũng rất nhiều người giải sai, không chỉ riêng các em. Đấy là cách thứ nhất, hoặc thì nó phải là hợp. Được chưa? Thế cách thứ hai là chúng ta chuyển vế sang sin 3x bằng trừ sin của x. Chúng ta chuyển vế sang là sin 3x bằng trừ sin của x. Sin là hàm lẻ đưa dấu trừ vào trong. Bằng sin của trừ x. Và tới đây lại áp dụng phương trình cơ bản sin x bằng sin alpha. Bỏ chữ sin đi. Bỏ chữ sin đi, vừa nghe vừa ghi nhé. Bỏ chữ sin thì không phải tự nhiên, thầy giáo mất công thầy giáo viết chậm. Bỏ chữ sin đi thì được cái gì? 3x bằng trừ x cộng k2pi. Và họ thứ hai là 3x bằng pi trừ đi trừ x cộng k2pi sin bù mà. Rồi. Phương trình trên chúng ta chuyển vế sang. Trên chúng ta chuyển vế sang chúng ta tạo được là 4x chuyển vế đổi dấu bằng k2pi. Ở dưới chúng ta chuyển vế sang là 2x bằng pi cộng k2pi. Ở trên chúng ta chia cho 2 thì là k2pi trên 4 tức là kpi trên 2. Ở dưới chúng ta viết sang là x bằng pi trên 2 cộng kpi. Úi dồi chồng ấy, hoành tá tràng này. Nhưng mà cái này là phải biểu diễn trên tròn lập giác. Biểu diễn trên tròn lập giác chúng ta sẽ thấy cái họ ở trên nó bao hồ bao hàm cả nghiệm ở dưới. Các em nhớ đây là hoặc nhé, không phải là tìm điểm chung mà là tìm nghiệm rộng hơn. Bao giờ nó như này này, bắt đầu mới là tìm giao là điểm chung. Còn đây là hoặc, hoặc thì là nó
cái anh nào lớn hơn thì ta lấy, nó rộng hơn, nó hợp mà. Nào KP trên 2, KP trên 2 tức là K2P trên 4, mình phải từ K 4 giá trị, K bằng 0 điểm này, K bằng 1 là P trên 2, K bằng 2 em ở đây thì là P, K bằng 3 là 3P trên 2 ở đây, K bằng 4 là 2P nó lại quay về đây. Như vậy cái này biểu diễn 4 điểm nhé. Còn cái này P trên 2 cộng KP sẽ viết thành KP trên 2, K2P trên 2, ta thử K bằng 0 và K bằng 1. K bằng 0 thì nó là P trên 2 trùng với điểm này, K bằng 1 thì nó là 3P trên 2 trùng với điểm này. Nếu mà là cái dấu hoặc, cái dấu này nhé, dấu và này, thì chúng ta sẽ lấy cái dưới, nhưng ở đây nó là hoặc, nó là hợp, chúng ta lại phải lấy cái trên. Đấy là cái mà chúng ta do cái một lỗi một phần do lớp 10 dạy nó thiếu phép toán, không biết trình bày nào. Như vậy là ở đây hợp là nó phải lấy rộng hơn, là chúng ta phải lấy cái trên, kết quả là x bằng k pi trên 2 k thuộc z. Và như vậy là tập xác định của nó cũng giống như ở bài trên thôi, là r trừ đi tập hợp gồm những phần tử là k pi trên 2 k thuộc z. Đấy, nó phải giải như thế. Như vậy đọc một cái bài tìm tập xác định thôi mà nếu giải không khéo chúng ta té phở ra. Đấy là cách viết thứ hai. Cách viết thứ ba là chúng ta đưa vào dấu khác, dấu khác thì bài này dễ giải sai lắm. Cách thứ ba là chúng ta viết sin 3x cộng hàm số xác định khi và chỉ khi sin 3x cộng sin x khác không. Thế đó, sóng đang có vấn đề. Rồi, may quá không ảnh hưởng gì lắm. Nếu mà giải như thế này sin x sin 3x cộng với lại sin x khác không, giải dấu khác là cẩn thận nhé, dễ nhầm lắm. Thì chúng ta cũng có thể chuyển vế sang giải giống như trên nhưng mà phải cẩn thận. Sin 3x khác trừ sin x, thầy phải viết cả cái này không, giáo viên ở trên lớp các em chuyên quen viết với lại cái dấu khác thì lúc thầy giáo dạy dấu bằng thì lúc lại không biết viết thế nào. Đây là hàm số xác định khi, còn ở trên là hàm số không xác định khi. Nào, tương đương với nếu mà dấu nghiệm kia ấy, thì nó là hoặc, nhưng mà cái này thì nó lại phải là đồng thời. 3x khác, à quên, cái này viết viết thành là trừ x để đẩy vào trong nhé. 3x khác trừ x cộng k 2p, còn ở dưới là 3x khác, cái dấu này là dấu đồng thời này. Không để ý là như mọi người là đều viết dấu hoặc, giải phương trình là dấu hoặc, thì sang cái dấu bất phương trình dấu khác thì lại phải là đồng thời và ngược lại. Pi trừ đi trừ x cộng k2pi. Đấy. Thế thì ở trên thì chúng ta sẽ viết ra là x sẽ phải khác, chuyển vế sang là 4x mà. K2pi trên 4 tức là kpi trên 2. Còn ở dưới này chuyển vế sang thì còn 2x xong rồi chia cho 2 thì x khác pi trên 2 cộng k k thuộc z. Sau đó biểu diễn trên đường tròn lượng giác thì là cái trên này nó là khác 4 điểm. Cái này biểu diễn là nó là khác mà, thì nó phải trừ 4 cái điểm ấy đi. Còn ở dưới thì chỉ trừ 2 điểm thôi. Thì như vậy cái anh trừ 4 thì nó rộng hơn cái anh trừ 2. Nó bao hàm đa số. Đây là dấu đồng thời, tức là nó phải thỏa mãn cái trên và thỏa mãn cái dưới. Nếu biểu diễn dấu khác thì là phải bỏ đi 4 điểm này. Đây là cái trên, bỏ đi, trừ đi 4 điểm này. Thế còn cái dưới thì chỉ bỏ đi 2 điểm này thôi, không đủ. Như vậy nó phải bỏ đi 4 điểm thì nó mới đảm bảo. Chứ nếu bỏ đi 2 điểm thì khi mà hai còn 2 điểm còn lại thì nó sẽ vi phạm điều kiện. Đấy. Cho nên kết quả ở đây là x phải khác kpi trên 2 k thuộc z. Cho nên nếu không luyện cẩn thận các em sẽ lấy kết quả ở dưới. Thầy có thể dám chắc như vậy. Nếu luyện không cẩn thận sẽ lấy kết quả ở dưới mà như thế nó sẽ sai. Đấy. Như vậy là câu này là giải quyết xong. Đây là câu thầy giáo nói thêm. Tiếp tục. Còn câu này thì nó tương tự trên đâu. Nào bây giờ tiếp tục bài số 12.
Bài số 12 xin mời. Cái bài tìm tập xác định với lại tìm hàm chẵn hàm lẻ với các thứ là kiểu gì bài bài kiểm tra giữa kỳ thì chả dính vào, nên cho nên là mình phải luyện cẩn thận, nâng cao thì nâng cao nhưng vẫn không được xa rời, vẫn phải học ôn cái đơn giản cơ bản. Tìm tập xác định có cái hàm y bằng tan x cộng cô tan x, về mặt cơ bản mà nói điều kiện thì không vấn đề gì, các em sẽ dễ dàng viết được ra điều kiện là một cái là sin x khác không và một cái là cos x khác không, đúng không? Tan x xác định thì là cos của khác không, đúng chưa? Đấy. Cái này nó gồm hai biểu thức thì chúng ta lại phải viết này, cái dấu này. Bây giờ nếu mà giải là giải từng cái một ra xong là trừ đi các điểm đấy, còn nếu là khôn thì viết gọn nó lại. Bây giờ chúng ta sẽ giải theo phương pháp bình thường là giải dại đã, cốt khác không trước, đây là giải cách một là giải chân phương, không ai người ta có dùng gọi là giải dại, giải mà ra mà hiểu được là tốt rồi, giải rất chân phương. Cốt x khác không thì chúng ta biết là cốt mà nó khác không ấy thì nó phải trừ đi hai cái điểm này để cho cốt của nó khác không, bởi vì chúng ta bấm shift cốt không thì nó bằng pi trên hai mà, như vậy là x sẽ khác pi trên hai cộng k pi là thuộc z. Thế còn cái dưới thì x sẽ khác k pi hoặc là viết là l pi tùy, l thuộc z. Nó là hai điểm này. Đúng chưa? Rồi. Thế như bây giờ nhìn qua nó khác nhau nhưng mà biểu diễn trên trường lượng giác bốn cái điểm này nó thành bốn điểm, nó lại cách nhau 1/4 đường tròn, cho nên bốn điểm này hai họ này gộp lại một, hai họ gộp lại một, hai họ này gộp lại một, ngon lành vào đó là x khác, em nhìn nhé, khởi đầu là số 0 này lệch nhau 1 pi trên 2 này, như vậy là khác k pi trên 2. Từ đó chúng ta suy ra tập xác định d bằng r trừ đi họ gồm các phần tử k pi trên 2. Tập xác định mà các em không để ý là các em cũng rất dễ bị mất điểm. Đấy là cách làm nhất. Thắc mắc gì thì nói luôn nhé, đừng ngại. Chúng ta sẽ không đi theo cái trò là đi một ngày được bao nhiêu bài mà phải hiểu được. Anh làm thầy giáo có thể làm vèo 20 bài kết quả chả hiểu ai nào. Thà rằng ta làm 5 bài hiểu hết cả năm còn hơn. Đấy. Rồi, như vậy cái cách làm thứ nhất là rất dễ. Cách làm thứ hai là như này. Nếu như chúng ta nhớ kỹ được là ngày xưa a nhân b bằng 0 thì tương đương với a bằng 0 hoặc b bằng 0. Cứ bình tĩnh nha. Có đúng không? Đúng rồi, cái này thì ai chả biết. Tích bằng 0 thì hoặc một trong hai số bằng 0, a 0 hoặc b 0. Vậy bây giờ lấy phủ định của cái trên. Phủ định của hoặc chính là và. Như vậy nó sẽ tương đương với đóng khung lại. Có biết thầy giáo định viết như thế để làm gì không? Đóng khung lại rồi áp dụng vào bài trên. Nhưng mà có điều ta viết ngược lại thế này. Sin x cos x khác không và sin x khác không thì tương đương với chúng nhân với nhau khác không, đúng không? Cho nên cách thứ hai là nó tương đương với lại sin x nhân cos x khác không. Đấy đấy đấy, thầy giáo dùng đây này, đây này, từ bên này sang bên này này.
Nếu mà là dấu bằng thì nó là hoặc A bằng 0 hoặc B bằng 0. Nhưng mà dấu khác thì nó lại phải là A khác 0 và B khác 0. Và B khác 0. Đấy là cái điểm yếu của hồi học bật đề hồi lớp 10. Thôi không sao, yếu thì bây giờ mình lấp nó vào. Nhưng mà chúng ta nhân thêm con 2 nữa vào. Hai lần sin x cos x khác không thì có biết là cái gì không ạ? Đó là chính là sin 2x khác không. Nào, sin bằng không giải rồi. Sin bằng không là x bằng kpi. Đấy, bây giờ khác thì là gì? 2x khác kpi. Ngon lành phở chưa? Ngon lành không? Quá ngon luôn. Này. Đó, A thuộc Z, từ đó suy ra tập xác định vẫn giống hệt như trên. Đấy là cách thứ hai. Được chưa nào? Ô, đến đây mà không hiểu nữa thì em đến chịu. Như vậy tập xác định là D sẽ bằng R trừ đi tập hợp gồm các phần tử là K trên 2 K thuộc Z. Ngon lành, xong. Hay quá. Được chưa nào? Đấy, chiều thứ hai rất hay nha. Nhưng các em phải ghi cái chỗ này vào. Nói chung là phải ghi hết. Thấy chưa? Phải đọc viết này. Cái trên này ai cũng hiểu. Nhưng cái dưới không phải ai cũng hiểu. Phủ định của bằng là khác, phủ định của hoặc là và. Phủ định của dấu hoặc đây này, đây là dấu hoặc, đây là dấu và. Đấy. Em phải hiểu cái câu thầy giáo nói thì làm nó mới ngon được. Được chưa? Rồi, thì bây giờ nói tiếp tục. Chưa, còn cách thứ ba còn hay nữa. Cách thứ ba chúng ta không ngờ được đâu. Cách thứ ba lại. Nhưng mà nó chỉ làm được trong bài này thôi. Tan x cộng với cô tan x. Cái hàm này thì nó bằng sin x trên cos x cộng với cos x trên sin x. Ồ, đúng rồi, sao thầy mới bảo? Sao bây giờ mới bảo? Có đúng này có đúng không? Rồi, quy đầu lên nội thầy. Úi giời ơi, thấy gì nào? Thấy gì nào? À, trên tử nó bằng một. Dưới mẫu. Ở dưới mẫu sin x nhân cos x còn nhớ nó bằng gì không ạ? Bằng 1 phần 2 sin của 2x. Lộn ngược lên kết quả là bằng. Thực chất của cái này là bằng 2 chia cho sin 2x. Là do lớp 10 mình học không kỹ, không để ý. Bài này thật ra thầy giáo chữa một lần rồi lớp 10. Nhưng không gọi là hàm số mà rút gọn là viết lại bởi thức. Từ đây chúng ta suy ra điều kiện là sin 2x phải khác không. Tất nhiên giải ra đáp số thì cực chuẩn rồi. 2x khác kpi k thuộc z. Như vậy là x sẽ khác kpi trên 2 k thuộc z. Đúng không? Quá đúng luôn. Như vậy tập xác định vẫn giống như cũ nhé. Nhưng mà rõ ràng giải theo kiểu này là dễ hiểu. Cái bối cảnh tại sao lại dẫn tới sin hay phải khác không? Đúng không? Tất nhiên mỗi cách nó có một cái hay riêng. Học thầy luôn là như thế đấy. Thầy hay chữa nhiều cách khác nhau. Cho nên là học yếu thì hơi vất vả một chút. Học khá, học giỏi thì rất thích. Mình tiếp cận các cách khác nhau thì khi nào sau mình làm bài rất là chủ động, tự tin vào trình độ kiến thức. Anh mà cứ học một cách ấy, người ta bài nó trải cách khác, anh đứng đứng đứng. Được chưa? Như vậy là kết quả đáp án của chúng ta là phương án B. Đúng chưa? Đấy, trong tài liệu nó chỉ ghi ngắn gọn này nhưng mà mình không hiểu. Nó có giải rất nhiều cách khác nhau. Bài 12 là giải quyết xong. Ở bài tập về nhà của chúng ta là một bài như sau. Chết, sao lại có cái câu này vào đây nhỉ? Thôi rồi, câu quay câu hỏi tự luận đi. Tìm tập xác định của hàm số y bằng 2x chia cho 1 trừ sin bình x. Một bài về nhà thôi nhé. Rồi. Các em thân mến, như vậy là bài học hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Và hôm nay cũng là buổi học cuối cùng của cái đợt học này. Tuần sau thì nếu không có gì thay đổi chúng ta lại tiếp tục học online tiếp. Khi mà có được sự cho phép của Ủy ban tỉnh thì chúng ta quay trở lại học bình thường. Một trước mắt dự kiến là khả năng là vẫn học tốt tuần sau. Đấy. Mọi việc nó bình thường rồi chúng ta mới quay lại học ở nhà thầy giáo. Thầy giáo muốn gặp các em nhiều chứ để thầy giáo có thể kiểm tra nhìn các em trình bày như thế nào, nhắc nhở các em. Nhưng mà do điều kiện hoàn cảnh không cho phép, các em và bố mẹ các em hết sức thông cảm. Nếu như ở trên trường ấy thì học thoải mái, nhưng ở đây nhà thầy nó là tổ chức cá nhân không thuộc quyền quản lý mà thì là lúc đấy Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân tỉnh người ta quản lý cả. Mình vớ vẩn là rất nguy hiểm đúng không? Rồi, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy giáo chào tạm biệt các em. Chào các em nhé. Em hiểu thầy. Ừ, chào nhé.